Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả anh mọi ơi Cũng đã khá là lâu rồi Từ khi nhận kết thúc, kết thúc top của tháng 7 Cũng như là ban hội hát đã dành cho mình top 1 Thì ngày hôm nay chúng ta cùng chờ đợi xem thử Theo như thông tin Khải biết thì hát top 1 thì đã nhận cho mình anh Bảo Đăng Sa Đã nhận cho mình một cái bao tay thiên quang Đây chính xác này mà Một tay thiên quang Sông Bảo Hàng Tiết chặt Một cái tay mắt ập hoàn toàn dành cho đôi môn Với skill 9x Bảo Vũ Lê Hoa 3 cấp số lực 200, thời gian chậm mắt 40, phòng thủ lý mắt 25, nỗ lực mắt 200. Thiên La là dòng mắt 3 cấp, một cầu Tây thực sự là bối sợ pin của pin không còn gì để mà từ chó nữa anh em ạ. Nói chung là anh bạn đằng sau là một trong những cao thủ rất là đam mê đường môn anh em ạ. Ở cái tấm 1 tháng trước thì anh ta đã nhận mình một cái nỏ Thiên Quang Ho một Vũ Mạng Thiên, mắt đầu hoàn toàn. Đó, mắt đầu hoàn toàn, không còn gì để chơi rồi. Thì với cái nỏ thực sự là tốc 40 sát thương 150, sát thương 60 điểm, hốc nội lực 8 và tam nhãn 3 cấp đạt móc của đường môn lên đến ở ngoài là 158 và tổng kim là 2 số 1 đó đó là một cái điều tuyệt vời của đường môn này mắt hoàn toàn nữa ơi rồi vừa mùa tiếp theo thì ban hát này tiếp một tốt một tiếp tục tốt một thì anh ta là nhận tiếp tục cho mình đó là một của tay thiên quang quá dữ nha rồi đi kèm đó là một xe năm bàn mắt đầu hoàn toàn 20 30 30 và năm đó anh em cũng sơ xem sơ qua thì ở lần trước em cũng xem sơ qua thì với sơ đồ này hơn 100 triệu nên mà hơn 100 triệu và bây giờ có thêm bao tay này nữa thì sự bao tay này chỉ giá ít nhất phải gần 25 đến 30 triệu lần nữa mà chung sẽ đồ của anh ta lên đến gần 150 chai rồi gần 150 triệu vì đồng anh nữa mà thực sự là tổng sẽ đồ gần 150 triệu vì đồng đồng không còn gì để chờ nữa mà rồi với những sơ đồ quá đẹp và tiếp tục là một cái cái nón tiếp tục vẫn là một cái nón mắt ọp điện phát ba cấp ba cấp tay nón bom nhưng mà sự bom bom chỉ lọn không kích là được ba cấp này và thủ lý hai chín năm trăm ba mươi ba lực hai tám bốn lòi kích thuật ba cấp một cái áo có thể nói cũng tương đối mát binh. Đặc mắt pin đặt móc phục hồi bốn mươi bảy đường bom em khí ba cấp và phòng thủ lý hai mươi lăm mát không kìm phái này. tiếp tục là một đại lưng thiên quang hiện tại anh ta đã sử cho mình ba món thiên quang đại lưng thiên quang nè và tay thiên quang và nội thiên quang đại lưng này tương đối cũng tương đối mát phòng thủ lý 25, lâm chậm 48 và hai cấp mạng Hoa Thiên Vũ và tấn công chỉ mạng hai cấp. Quá dữ dằn. tiếp là một cây đôi giày tập 40, sinh khí 20, sinh lực nội lực và chó 40 kháng hỏa 25. Và tiếp tục là một con ngựa minh chủ chứng mã là cả năm, vòng vòng sáng chứng mã một cấp. Với một sự đồ cực kỳ biên em ơi kèm với một cây ấn tín phòng thủ lý 23. Ấn tín thủ lý 23 và kèm với một tiết hạ tinh sinh lực 200 kèm với mặt nạ thiên tử hai kỹ năng vốn có chín nick, trong đó kèm theo bảo vũ lôi hoa hai cấp. Ui giời. Cái này tính ra bảo vũ vũ hơi bị cao đấy, tính cùng cho anh em xem nha. À tính cho anh em xem nha. Dòng uh, mặt nạ thiên tử này. À chưa nói anh em phi phong phi phong một cấp này. Giờ tính anh em xem nha. Mặt nạ thiên tử hai cấp. Rồi, hai cấp là 22. Bao tay uh, ba cấp là 25. Đó, 25. Kèm với phi phong một cấp là 26, 26 bảo vũ lôi hoa nha. 26 bảo vũ lôi hoa. Rồi tiếp tục với là càng khôn Càng khôn hiện tại ai cũng có càng khôn thì lên được 28 28 bạo vũ là ho Kèm với một tống ghiền sói này nữa Thì lên được 29 skill bạo vũ là ho Vãi cả trưởng này mà 29 skill bạo vũ là ho anh em 29 skill 9 x Úi xời ơi Thôi thôi thành 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 Phật tổ rồi em Tầm này thành con boss rồi em ơi Không không còn gì để nói này. Tầm này thành con boss rồi 29 skill bạo vũ là ho anh em à Với một đường môn như thế này thực sự là Quá căng thẳng anh em ơi Đường môn này đang hàng 7 server anh em hàng bảy server sẽ sử một sức đồ quá pin với đẳng cấp 129 đã ăn mắt Evan uh, so Evan cao thắng này nha quá dữ luôn rồi anh em đang theo dõi đừng quên đỡ lại à, cho cầu thủ bảo Lan xa một like chia sẻ ủng hộ cho nó bài thực sự là một sức đồ quá pin nữa mà anh em có cái điều nào muốn nói thì comment vào cái, cái bắn comment vào video này chơi nha bà thực sự là Khải cũng không có cách nào để mà nói thêm thực sự là một ạ à, quá khủng lắm mà quá khủng tầm này thì người ta chỉ tương đối là gần full tím hoặc là full tím rồi anh này là có thể đó là gần full hồng kia môn phái rồi Điểm xét đồng băng mất đầu hoàn toàn ở video trước khả đã nói thì xét ăn băng này kèm với những món đồ như thế này tương đối cũng gần hơn 100 triệu rồi và hiện tại có thêm cho bao tay này nữa thì tương đối là có thể nói là cả tổng số đồ ảnh hơn 130 triệu nữa mà hơn 130 triệu rồi hơn 130 triệu vì đồng đồng rồi thực sự là một người chơi dân chơi đường môn cũng như là một trong những đam mê đường môn rất khác của cùng mấy chủ này đây là một chậu S10 đại danh kỳ sử nha anh em. Phiên bản kéo xe 4 mặt và đồ tím màu kim một phái đồ xanh nha anh em. Đồ xanh đồ tím hồng kim một phái chứ. Đồ xanh trước rồi đến đồ tím hồng kim một phái và anh ta là có thể nói là anh ta là, là gần thành boss rồi nè Gần thành một con boss chính hiệu rồi. Còn thủ lý quá quá nhiều luôn. 1 2 3 4 5 món thủ lý. 6 số thủ lý vải cả đái, thủ lý tấm này anh phải phần lộ lý 75 cộng 3 này. Mà. Kèm với dòng nhận sói nữa. Bảy món thủ lý. Tại vì cái dòng dân số là tăng thêm được 25% nữa nha em ơi. 25% phần thủ nữa. 20 chứ 20 chứ. Tính ra là 75 cộng 4 thủ lý nữa mà. Ít nhất phải 75 cộng 4. Theo khả tính không nhầm ít nhất phải 75 cộng 4 thủ lý. Rồi, anh em theo dõi đừng quên đỡ lại cho Bảo bạn xa một cái thủ đường môn của mấy chủ ở đây một chia sẽ hồi cho anh cũng như là đang là, là, là bằng uh, bằng hát nha mọi người. Anh ta là một trong những trưởng lão của bằng hát nha. Hôm nay là nhận tống nguyên số này chắc là không là không có đỡ. Rồi, cái chung em một ngày mới xem video vui vẻ đó thôi. đợi Khải tiếp tục soi những cầu thủ tiếp theo. Đồ đạc có lên được chút xíu nào nữa Khải sẽ soi anh em xem nhé.